Cuộc chiến không hồi kết. Bắn nhau bằng keo cao su à dích. Hey, ê, gì mà lảo đảo thế, cẩn thận nghẹn. What is this? Tôi nuốt kẹo cao su rồi hay sao ấy ông ạ? No. Sức công phá cũng lớn đấy, tay của Sako bị xì hơi teo lại bé tí. This is bad. Oh my god. À, bạn thích đấu kiếm à? Chơi thì chơi. Đập nhau vui quá bạn ạ. Ừ, mình cũng thích trò bạo lực này. Cá mập trắng. Làm tí cờ vua chứ bạn. Chơi bởi gì đưa đây ăn luôn nào. Ngon đấy, nhưng mà hàm răng lại phải tốn tiền nha khoa rồi. Sao thế bạn coi phim, bạn muốn xin răng của mình à? Đấy, cho một cái này. Ui, nhanh cấp cứu, nặng quá, đỡ hộ cái. Đây, đỡ hộ cái, còn tiền cá để mình đỡ cho. Ừ kìa bạn, bạn là cá mập đấy, không phải chó đâu. Làm cá không muốn là đi muốn làm chó à bạn? Chơi thế đủ rồi, trật tự để ta còn ăn chưa? Chưa đau, đập mạnh nữa lên bạn. Chưa đau chứ gì, đây cho thêm mấy phát.